Sáu Hàng Nhật xin chào các bác. Em giới thiệu các bác một cái chiếc chảo chiên rán xào xiếc được hết ạ. Một cái chiếc này rất là to, cái chiều này của nó vào khoảng 45 phân. Chiều này chắc vào tầm khoảng 40 phân, gần 40 phân. Chảo này rất là to các bác nhé, rất là to đấy ạ, không nhỏ đâu ạ. Này, các bác nhìn trên clip thì thế thôi, nhưng mà chiều ngang này của nó là khoảng tầm 45 phân nhé. Này, tầm phải tầm 45 phân. Đây ạ, nhìn qua hai bên gạch này thấy là 2 mét gạch này 20 này, thấy chưa? Này, lòng chảo nó phải rơi tầm tầm đây rồi, 42 43 phân. Chiều ngang phải rơi tầm 35. Cái chiếc này thì em nhập về vận chuyển nó bị xứt tí vỏ này, không ảnh hưởng gì đến chất lượng, nhưng mà hình thức nó bị như vậy thì bán rẻ cho các bác là 1 triệu nhé. Còn bình thường chiếc này nếu mà không bị nứt này thì em bán 1 triệu 6. Nó đi kèm một cái bộ lắp đậy này. Một cái khay nướng trứng. Khay nướng trứng nhé. Đấy, tất cả đều rất là dày dặn, nhôm nguyên khối, đúc nguyên khối luôn, rất là dày chắc chắn, rất là dày dặn nặng luôn. Đấy, rẻ như những cái bếp tàu thôi ạ. Điện 100V đấy các bác nhé, các bác lưu ý là điện 100V đấy. Đây, nước em cho một tí vào test thử. Đấy, điện 100V các bác lưu ý nha. Đấy, giá 1 triệu các bác nào chốt thì các bác liên hệ. Các bác nào máu thì chuyển hết tiền em bao ship cho toàn quốc luôn. Chào các bác.